Chúng ta cá chịt sáng ăn nha bà con. Chiều mưa quá trời, gặp gió thử có cá không. Thôi dừng. Dừng. Ôi tôm. À, trời tôm mày. Ôi trời ơi. Dở cái gió giáp khuya nè, 10 giờ nghe bà con. Nè em cầm điện thoại nha. Đưa đèn. Ủa con cành cành không kìa. Cá đối cá phi nữa. Quá trời cá. Thì chúng bánh nha bà con. Thơm 3-4 con đi. Bự bự không. Quá. Ôi ôi, có con tanh nó bự kìa. Ôi ôi, cà bá luôn. Vô mánh nè bà con ơi. Trời trời, một cái một. Bao nhiêu tôm nè. Ôi ôi, quá trời ơi. Quá đã. Trời ơi. Em quay cũng phải kìm đồ lại nha. Lách quá trời. Lách sâu nha. Vô. Con tôm nè, quá trời bự. Tôm này hàng hai à anh em ơi. Một cái một. Cá đối. Cà phê. Cà phê bự. Phía nấu mì ăn luôn. Mới đặt cái gió xuống nữa. Đặt chiều giờ. Cá lóc, cá phi, cá rô gì nhóc hết. Tôm một bọc bên đây nữa nè. Cá nhóc chưa này. Ù má hai con cá lóc tôm nhóc chưa này. Cà bá luôn. Tôm nè. Cà phê nè. Quá đã. Ô cậu tôm nè. Gì vậy văng tôm cái gì vậy. Hàng cái lóc nha anh em. Cái rô nhiều lắm. Cái chốt con nào cũng lấy cà bá không.
chở cái một quá trời. Cá này ăn đã luôn. Ôi, nó được cái chốt bự chà bá. Trúng tôm này. Còn con tôm nè. Quá tôm cũng nhiều quá. Có bự có nhỏ đủ quá. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nha. Thích thú gì cái văng lưới câu cá rồi với mình đặt gió rồi nè, mình sẽ đăng hoài cho các bạn xem. Đăng ký kênh ủng hộ. Thôi mình dừng clip nha, có gì mình để mình lựa cá ra nữa. Bye các bạn nha.